Hello, mến chào anh em ha. Hôm nay có dịp mình xịt thuốc trị nấm, nấm trên thân mai nha anh em. Đây là thuốc để mình xử lý nó nha. Đây là nọc xeo á anh em. Thường thường những người chơi mai người ta gọi là đồng đỏ, gốc đồng. Đây, để mình thuốc trừ bệnh trên cây ha. Cái này là một gói của nó, là thường là dùng cho cà phê nha anh em, nhưng mà cái mai mình có nấm thì mình xử lý rất là ok nha. Mình làm đây cũng lâu năm rồi, nhưng mà đúc kết thì mình chỉ thấy đồng đỏ nọc xeo này là xài hiệu quả nhất nha. Mình xịt thì nó không có hết liền hồi đó. Đây là một gói, một gói nó pha được 50 lít nước nha anh em. Cái này nhiêu gram này? Năm mươi gram nè anh em, pha được 50 lít nước. Nhưng mà mình xịt ở trên cái thân mai nó bị nấm thì mình xịt chỉ có 4 lít thôi nha anh em. Pha rất là đậm đặc nha, pha đậm đặc rồi mình xịt lên mai. Trước khi là mình phải đổ nước vô trước rồi mình lắc đều. Nếu anh em cây lớn mà sức khỏe coi nó sung mạnh cây đồ thì mình xịt một gói cũng bình thường, đậm đặc cũng được chứ không bao nhiêu. Đây mình sẽ lắc đều luôn. Đây là những cái lô này là mình xịt rồi nha anh em. Nó sẽ ẩn đỏ, ẩn đỏ vậy ha. Cái vườn mai này nấm rất là nhiều luôn anh em, nó khủng khiếp nấm luôn á. Để mình rọi cho anh em coi. Lại cây này nó trống nè. Nấm là bít cây luôn, nhưng hồi mình vô năm rồi thì mình anh em thấy không? Nấm khô này nó mới quan trọng nè, nó sẽ chết cành. Nó chết cành cây mai mình nha anh em. Những cành lớn yếu là nó sẽ chết. Ở đây là 4.000. Trồng 4.000, mình trồng được là đúng, anh trồng là được 1.600 cây. Cái nấm này nó mới quan trọng nè anh em. Nấm này nó sẽ hư cây trơn, nó chết lần, nó chết cành lần nha. Cây này mình xử lý rồi nè, bị gì xuống lá. Cây này người ta không có xài bông, chỉ trồng cho nó mau lớn thôi ha. Rồi xuống lá, rồi cái sẵn dịp xuống lá này mình xịt, mình xử lý luôn anh em. Xịt từ ngóc ngách những cái cành nhỏ mình xịt hết luôn nha, cho nó cái điều hết trơn là 6 tháng sau nha anh em. 6 tháng sau nó mới nó tróc một lớp da, nó sẽ rớt xuống rồi bắt đầu nó mới hết nấm nha anh em. Thì mà giỏi được cái này nè. Đó, cái khu này mình xịt rồi, mình xịt tương đương là 4.000-1.600 cây, là mình xịt ngày hôm qua nay xịt là 45 gói nha nè, 45 gói mới giáp vườn nha. Đó, còn nhiêu đó nữa là hết rồi. Không phải là riêng là một thằng nọc xeo này hết anh em, thằng cốc 85, cái sần sùi đó là thằng cốc 85 này nè. Mình cốc 85 anh em pha chung với thằng Mỹ Tiến, anh em lấy cọ quét một thời gian sau mấy anh em thấy nó bong là gỡ ra nguyên lớp luôn nha. Nhưng mà cái đó mình có một vài cây thì mình xử lý cái đó, còn cái này số lượng nhiều thì chỉ xịt này thôi. Này xịt là nó rất là hiệu quả.
xịt cây này là ok nha anh em. Rồi mình chia sẻ anh em đến đây thì mình sẽ tạm dừng nha anh em. Thì nó cũng rất là đơn giản cái gì đâu, mình xịt như thế này nè. Thì mình thấy chỗ nào nó nhiều thì mình xịt. Cái nào nó nhiều quá thì mình xịt loại nước nữa là hai nước nè. Nó xịt cho nó đỏ tươi vậy đó. Thuốc này nó cũng nóng lắm nên em xịt thì cẩn thận cho nó bay vô mình nó rất là nóng nè. Nó xịt vô là ok ha. Thì mình xịt cái này thì nó hao thuốc nhưng mà nó nhanh công anh em. Nếu cái này mà quét cọ thì có thể là anh em quét một buổi chừng 3 cây. Nhưng mà thuốc thì nó không có văng ra. Còn cái này thì mình tỷ lệ thuốc thì mình xài 7, còn 3 phần nó sẽ bay nha. Rồi, mình chia sẻ anh em đến đây mình tạm dừng ha. Chúc anh em, nếu anh em thấy hợp lý thì anh em áp dụng vô cây mai của mình ha. Và chào tạm biệt anh em.